Tổ chức Cộng đồng Xanh Việt Nam đã thực hiện chiến dịch Clean Up Việt Nam lần thứ tư với chủ đề là Dọn sạch Việt Nam hân hoan đón Tết, với sự tham gia của hàng ngàn tình nguyện viên tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện diễn ra tại khu vực đảo Kim Cương, thành phố Thủ Đức. Clean Up Việt Nam là chiến dịch nhặt rác toàn quốc thường niên diễn ra hai lần trong năm. Chương trình lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường sống cùng hơn 230 chương trình phần việc tình nguyện đồng loạt được tổ chức thực hiện tại 230 điểm cầu thuộc 63 tỉnh thành phố trên khắp cả nước. Lần tổ chức này tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 1.500 tình nguyện viên đăng ký tham gia. Với thông điệp nhặt rác cùng nhau vươn ra toàn cầu, chiến dịch mong muốn sẽ làm sạch môi trường, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường và hạn chế rác thải nhựa trong cộng đồng, đồng thời lan tỏa tình yêu môi trường và truyền cảm hứng sống xanh, sống trách nhiệm tới mọi người.